Dạ em là người Việt nhưng chồng em là người Thái Lan. What? Chồng em là người Thái Lan? Dạ. Ủa? Từng yêu đơn phương thầy em. Nhưng mà thầy em gay. Dạ, em tỏ tình cái thầy em nói là bộ em thấy anh giống trai thẳng lắm hả? Trời ơi, thầy nó cũng bất nhẫn ghê, nó thẳng luôn vậy đó hả? À, em trải qua 2 mối tình. 2 mối tình. Nhưng mà không biết có bị dính lời nguyền không, mà không quen qua 1 tháng, sắp sửa 1-2 ngày nữa tới 1 tháng thì chia tay. Vì sao? Tự nhiên cái hai đứa hết tình cảm nhau luôn. Mà bạn đó giờ quen bạn trai rồi. Trời đất ơi. Thiệt luôn á. Anh kỳ quá bắt nhảy hoài à. Ok. Đã nói không nhảy mà. Không có nhảy nè. Không có nhảy hả? Thôi được rồi, bung quá. Wow, để lên đây đi cưng. Rồi, cho nó thoải mái nha. Xin một tràng pháo tay chào đón hai bạn nữ. Đây, hai bạn nữ của tôi. Rồi, ổn định rồi, bây giờ xin mời chàng trai ở chiếc ghế màu xanh. Em hãy giới thiệu về mình trước đi, em tên gì? Dạ, em tên là Nguyễn Đức Duy, sinh năm 1991. Em sinh ra và lớn lên ở thành phố Hồ Chí Minh chị. Ừ. Em đang giao hàng điện máy á chị. Em mới thay đổi công việc gần đây thôi chị. À, rồi là vậy, trước đó thì em làm công việc gì? Dạ, thì trước đó em mua xe, em chạy ráp ca á chị. Ồ, bây giờ xe đâu? Dịch nó cuốn đi luôn rồi chị. Cuốn chiếc xe đi luôn? Dạ. Trời ơi. Nó mạnh quá, nó cuốn đi luôn rồi. Sao bi đát vậy? Dạ thì chị biết rồi đó. Cái dịch nó tới mà mình không có trở tay kịp ha. Dạ, mình không có sự chuẩn bị trước á, rồi nó tới bất ngờ quá. Có nghĩa là em đang nợ nần gì hả? Vay nợ nè hay dạ, sao mà em cũng có mượn vốn gia đình một ít rồi, ngân hàng một ít để em cho mua. Nên là không dạ. Có tiền trả là bay chiếc xe luôn. Dạ. Thì giờ em mới bắt đầu lại. Nhưng mà chắc em cũng không mua xe nữa đâu chị ơi. Ừ, để vốn làm chuyện làm ăn ha. Dạ, để vốn lấy vợ chị. Để vốn lấy vợ. Đó. Vậy là muốn lấy vợ rồi hả cưng? Dạ. Còn em ngồi vị trí ghế màu xanh, em hãy tự giới thiệu về mình đi. Sawatika, nụ sư vô nà khá, nụ ai dô, ai dít. Trời. Nụ dít sạm phi nà khá. Sa, hả, khá. Em là người Thái Lan. Em là sao? À, anh chưa biết em nói gì luôn á. Em có thể việc giúp giùm anh được chứ? Dạ em là người Việt nhưng chồng em là người Thái Lan. What? Chồng em là người Thái Lan? Dạ. Ủa, chồng lên và bây giờ em luôn á tới đây để tìm thêm chồng người Việt. Chồng em ở trên TV thôi cho nên bây giờ em tìm chồng ngoài đời. Trời à, coi như là mẫu ơi. Cổ là chàng trai của tôi nén đứng tim luôn à, hỏi có chồng còn lên đây làm chi. Em mới lập lên em gắn vô coi phim. Chồng là chồng trên phim á, cầm theo tấm hình của diễn viên Thái Lan. À, sọn đồ á. Sọn. Đó là em có rành về tiếng Thái Lan không? Dạ em biết sơ sơ thôi ạ. Biết sơ sơ thôi hả? À, chị so sánh rồi, cho bên kia coi mình được mấy điểm chung với này. Tao ngồi xuống cái tướng giống vậy coi. Ngồi xuống vậy nè, đó. Nó tướng này bần quá chị. Trời ơi, bần cái gì bần, em người ta là bần. Siêu sao bên Thái Lan mà em cứ bần. Đó ngồi như vậy coi tôi so sánh coi có ra thế không. Giống như mày quá chị. Cái mặt thôi. Đó, ngẩng lên cho so cái hình coi. Wow. Được không? Không? Kèo này ngon hơn. Ngon rồi. Đó, chị còn ăn biết chồng em rồi. Là người tình trong mơ của em là anh hát xinh thì sọn. Cái gì? Ông cắt qua chơi quý bài sạch của La Quang. Dạ thôi anh gọi anh Tám cho nó dễ. Kêu là anh Tám thôi không? Dạ. Tôi từng mua bột giặt kèm nước xả vải. Bột giặt rồi, khác trong một mới. Làm sạch nhờ công nghệ enzyme từ châu Âu. Và làm mềm nhờ khoáng chất dưỡng vải. Đồ sạch bong, thơm và mềm. Giờ tôi chẳng cần mua nước xả vải nữa. Bột giặt Jones 2-in-1, giặt và xả tất cả trong một. Nay đã có nước giặt xả Joy 2-in-1 mới. Ví dụ tiếng Thái là hỏi à, anh ơi anh có thấy em không rồi nói sao? Phi khả, phi hẹn nụ mấy khả. Sao nghe cặp chà cái gì? Cặp chà. Là bây giờ nãy giờ là biết em. Chưa biết tên em luôn á. Dạ. Trời. Em xin lỗi. Dạ em tên Phương Uyên, gọi em là Phu cũng được ạ. Dạ. Năm nay bao nhiêu tuổi? Dạ 23 tuổi ạ. 23 tuổi, trẻ măng luôn. Em đang là nhân viên văn phòng, sống ở quận 10 thành phố Hồ Chí Minh. Rồi, cảm ơn cưng nha, cảm ơn Uyên. Bây giờ chúng ta sẽ đến với chàng trai ở ghế màu đỏ. Mời em. Em tên là Nguyễn Thành Đạt. Dạ năm nay em 23 tuổi. Nhà em thì ở Bình Phước.
Còn hiện tại công việc em đang làm ở trên thành phố Hồ Chí Minh. Đang làm coach training về chạy bộ và tất cả các mảng thể thao. Những người nào muốn có thành tích hoặc là những người nào muốn chinh phục cự ly như là 10 km hoặc là 20 km hoặc là 42 km. Vậy là em là dạ. vận động viên hả? Dạ, em từng là vận động viên chuyên nghiệp ở cự ly marathon. Trời ơi, đứng lên coi coi, xuống coi. Dạ, ơi, trời chạy nổi không? Dạ, ốm mới chạy nổi chị. À, ốm chạy nổi nhưng mà thường thường chị nghĩ phải chân dài mới chạy gì lẹ chứ. Dạ, bọn em là cự ly chạy dài nên là cần đều thôi, không dài quá chạy mỏi chân vậy. Không, tao tay còn tự vận động viên, người ta tò mò một chút thôi chứ dạo này tôi bỏ cái màn rờ rờ như vết đất rồi. Rồi, xuống đây coi. Ủa nhưng mà nó nghe này là cân bao nhiêu ký? Dạ em hiện tại đang giữ mức là 58. Mà cao mét mấy? Em cao 1m67. Em có thích thể thao không? Dạ có. Có thích thể thao không? Vậy thì mình giới thiệu về mình đi nè. Lời nói đầu tiên Huyền Trân xin phép gửi lời tới toàn thể quý vị và lời chào trân trọng nhất. Em tên là Huyền Trân, năm nay 22 tuổi. Công việc hiện tại của em là chuyên viên tư vấn bảo hiểm và MC tự do. Sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Em mê gym với chạy bộ. Em mê gym với chạy bộ. Wow, sao thấy phù hợp quá hen. Không có gì đó nó trùng hợp. Ưu điểm của em là biết lắng nghe, quan tâm, chăm sóc cho mọi người, biết nấu ăn. Khuyết điểm của em là não cá vàng. Ví dụ như là em cầm điện thoại xong em quên á, em lấy điện thoại em gọi cho em. Là em có hai cái điện thoại? Dạ không, một cái thôi. Một cái điện thoại. Và em cầm cái điện thoại đó em gọi số rồi em để em tìm cái điện thoại của em. Sao rối não vậy? Rồi em còn những cái trường hợp đản trí, não cá vàng nào khác nữa không? Em bỏ quên chìa khóa xe, em vô nhà em lấy em ra, xong em quên đồ em đi lấy tiếp. Em đi 2-3 lần em mới đi ra ngoài nữa. Thế thì sẵn rồi chị hỏi luôn cả vận động viên của huấn luyện viên nè, bây giờ là điểm mạnh điểm yếu của em là gì cưng? Dạ điểm mạnh của em chắc là chơi thể thao giỏi, biết tiếp thu, với lại ham học hỏi, với lại sống tự lập. Em không có rượu với lại không có thuốc. Dân thể thao mà. Biết về stretching với lại massage, phục hồi cơ. Khuyết điểm của em là hay nóng tính một tí, với lại hay ghen. Hay ghen? Ghen ghen đúng hay là ghen bóng ghen gió? Hay ghen là... bóng ghen gió vậy? Sao đàn ông mà ghen bóng ghen gió chi cực vậy trời? Ghen chi cực vậy trời? Giống như kiểu là mình đơn phương xong mình thấy người ta có yêu mình ghen. Mình đơn phương rồi mình ghen là không phải là ghen với bạn gái. Dạ không, em chưa có bạn gái. Ghen này là ghen ăn tức ở, ghen này phải là ghen tuôn. Dạ. Đúng không? Dạ. Ghen ăn tức ở là ta có ăn mình, có ăn mình ghen, mình tức. Dạ. Còn ghen tuôn là khác, bản thân mình là có rung động mới có ghen ăn tức ở đó. Dạ dạ có. Rung nhiều chưa? Dạ em chắc đơn phương được 2 người. Tại sao phải đơn phương? Mình không dám nói với người ta hay là có nói mà người ta từ chối? Dạ chắc là một phần hồi đó cũng tự ti quá. Ủa tự ti gì? Giỏi về tự ti gì? Dạ hồi đó em xấu hơn bây giờ nhiều. Ủa bây giờ có trùng tu gì hả? Sao? Dạ vì nhỏ quá với lại cũng đi theo thể thao nên là thầy không cho yêu. Chứ xấu gì đâu trời. Nhìn xấu quá trời. Dạ hồi đó xấu thiệt. Hồi đó xấu. Dạ. Tự tin mạnh mẽ lên nha. Dạ. Không có gì hết trơn nha. Trời ơi ngon lành vậy mà cái gì mà cứ rụt rè hoài vậy? Qua nghe chàng trai bên này kinh nghiệm không nè. Dì. Dạ em nghe. Sao? Điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh của em á thì em cảm thấy em là một con người hòa đồng. Làm việc với mọi người xung quanh em dễ hòa đồng, mọi người dễ bắt chuyện lắm. Cũng em cũng biết nấu ăn một chút. Nói chung nấu nhậu thì không được chứ nấu mà để ăn cơm gia đình thì em nấu được. Rồi còn điểm yếu của em á thì em cũng nóng tính. Cái tôi của em cũng khá lớn. Tình trường thì như thế nào? Dạ em thì em trải qua được 3 mối tình. Dạ thì... Hay chưa? Hay chưa? Thấy người ta chưa? Học hỏi kinh nghiệm nha. Rồi dạ, sao? Mối tình đầu của em á là thời em còn học sinh thì cũng tình yêu con nít mà chị. Rồi. Là sang mối tình thứ hai thì em yêu xa. Xa là ở đâu với ở đâu? Dạ em ở Sài Gòn còn bạn ở Đà Lạt gần 1 năm thì tụi em cảm thấy là không được. Mối tình thứ ba là em quen được gần 2 năm. Thì cũng do là cái nhược điểm của em là cái tôi quá lớn á. Bạn kia cái tôi cũng quá lớn, hai người không nhịn nhau được nên thường xuyên gây gỗ rồi dẫn đến là kết cục như ngày hôm nay chị. Trời ơi, thôi rút kinh nghiệm ráng nha. Dạ. Đôi lúc đàn ông mình cũng ráng nhịn một tiếng. Có mất mát gì đâu, vì mình nhịn người ngoài đó thì mình mắc cờ mình xấu hổ, mình thua. Còn mình nhịn bạn gái mình chút, cái người mình yêu thương chút thôi kệ nha. Dạ dạ. Cứ nhìn anh làm gương, cứ nhìn anh làm gương. Anh về nhà lúc nào anh cũng thua vợ anh hết, anh vẫn hãnh diện. Có gì đâu bình thường. Ở trong ấm nhà em đó là phải cứ việc là dìu vợ, nhịn vợ. Dạ dạ. Học anh Đạt nha. Rồi, bây giờ bằng này sẽ tươi sáng hơn. Dạ. Rồi bạn nữ ngồi ghế xanh nè. Nếu mà biết tiếng Thái được gọi là điểm mạnh thì đó là điểm mạnh của em. Đúng rồi, ngoại ngữ là điểm mạnh. Ngoài ra thì em thích ngắm trai và mê phim Thái. Còn về điểm yếu của em thì em khá là hậu đậu. Bạn thân của em là Nobita, còn idol của em nữa là Đường Tăng, là em hay lo chuyện bao đồng.
Cái gì? Nói gì tôi chưa nghe rõ cái gì? Bạn nó lại là Nobita cho nên em hậu đậu giống bạn ấy. Còn idol của em là Đường Tăng cho nên em hơi bao đồng. Trời đất ơi, ai gì phò phò hả? Là mặt Đường Tăng đi tới đâu cũng lo cứu người như này là... giúp người kia. À là cứu nhân độ thế đúng không? Em dạng như vậy. Tại vì Đường Tăng là người tốt, người ta lo chuyện bao đồng, cho nên cái tính em là giống Đường Tăng ở cái đó. Trời ơi, Đường Tăng người ta phổ độ chúng sinh thì phải dùng cái tử bao đồng. Bây giờ chuyện của em nè. Em từng yêu đơn phương thầy em. Nhưng mà thầy em gay. Rồi biết rồi, nghe cái đoạn yêu đơn phương thầy nhưng mà sao nữa? Thầy gây lộn. Không phải, thầy em trong cộng đồng LGBT. Ờ chứ không phải, anh tưởng là ông nóng tính, ông gây lộn chứ. Rồi sao em phát biểu hiện ra là thầy em là trong cộng đồng LGBT? Dạ, em tỏ tình cái thầy em nói là bộ em thấy anh giống trai thẳng lắm hả? Trời ơi, thầy nó cũng bất nhẫn ghê, nó thẳng luôn vậy đó hả? Xong rồi cái em bảo là không, em không thấy vậy. Xong rồi cái em đi coi bói, cái thầy bói bảo là anh đó sinh năm bao nhiêu, cái em nói năm sinh của anh ra. Còn thầy bảo là hai người này sẽ có một cái chuyện gì đó mà nó sẽ ngăn cách không có tới được với nhau. Nhưng xong rồi thầy lại có thêm một cái nữa, thầy lại bảo nhưng mà nếu cố gắng thì sẽ được, cho nên em theo tới năm rưỡi. Chị cố gắng. Nhưng mà thầy là đã từ chối thẳng thừng rồi. Dạ, bạn bè cũng nói, ai cũng nói hết, chỉ có thầy bói không nói thôi. Vậy là ghi em thích cái gì đó nhẹ nhàng. Dạ đúng rồi. Chà, em có nhẹ nhàng không? Em nặng lắm chị. Em nặng nhẹ lắm nhàng không? Đây hai chàng trai tôi, chàng nào cũng một đây. Chàng nặng một chàng chắc nha, không có ai nhẹ nhàng hết trơn á, có Đạt nó nhẹ nhàng thôi. Tôi cũng mạnh lắm đó nha. Mẫu bạn trai em là như thế nào? Sinh năm 91. Sinh năm 91. Hả? Em sinh năm nhiêu? Em vừa đậu 91. 91 hả? Dạ, đậu 91. Rồi, đó, được. Gì? Rồi, thực tế đó. 91. Mày đó. Có gì nữa? Dạ, cười duyên. Cười. Cười duyên. Duyên rồi. Ê, tôi thấy có vẻ hơi yếu yếu rồi đó nghe. Ông nở nụ cười đó tôi thấy là hơi yếu rồi đó. Không, em mạnh vậy, em men vậy. Mạnh là sao cười lại coi cười. Đó, tôi thấy hơi có vấn đề rồi đó. Rồi. Cười duyên. Dạ, em không muốn bạn trai có em gái mưa, em gái nắng, em gái gì đó. Nói chung là một cái mối quan hệ không phải là ruột thịt. Vậy mà... sao em tùm lum anh trai mưa đồ thì được à, không, mà cái đó là ở trên màn hình thôi chị. Còn cái mối quan hệ ngoài đời thì em không muốn bạn trai có. Có nghĩa là ngưỡng mộ trên màn hình, trên TV thì được. Còn ở ngoài đời thì là không được. Dạ. Đúng không? Dạ. Mai mốt là tới cái ngày em yêu nhau đó, rồi cái ngày em hẹn bạn trai của em đi chơi là thực tế nè. Đùng một cái hôm đó anh Thoảng đó, anh từ Thái Lan anh bay qua đây anh biểu diễn thì em đi em gặp đi gặp anh Thoảng hay là em đi chơi với bạn trai yêu mình đó, bất ngờ anh Thoảng anh thông báo về Việt Nam đó là em làm sao? Em xin lỗi bạn trai chứ em sẽ theo tiếng gọi trái đất. Đó, nhưng mà em mới nói là cái đó là trên phim ảnh. Nhưng mà lâu lâu ảnh mới qua được một lần, sao em có thể bỏ lỡ được? À, là vẫn anh Thoảng thôi đúng không? Anh Tám. Hả? Anh Tám. Em có rủ bạn trai em đi tới gặp anh Tám luôn không? Được. Được luôn, à vậy thì có rủ bạn trai đi gặp anh, đó là cái thần tượng. Cũng một cái tiêu chí của em gọi là nếu mà em giả sử em có người yêu ha, thì em sẽ không muốn bạn trai của em xen quá nhiều vào cái việc em mê idol của em. Đồng ý. Cái này chị đồng ý. Quay lại với cô gái ghế đỏ nha. Em trải qua hai mối tình. Nhưng mà không biết có bị dính lời nguyền không, mà không quen qua một tháng. Kéo dài không tới một tháng là em nói số lượng tuần đi. Ba tuần mấy hả? Một cuộc tình kéo dài khoảng 3 tuần mấy. Sao ít vậy? Vì sao mà chớm nở lại chớm tàn như vậy? Lý do? Em không biết luôn. Thời cấp 3, hai đứa quen nhau bình thường thôi, cũng nhắn tin này nọ. Sắp sửa 1-2 ngày nữa tới 1 tháng thì chia tay. Vì sao? Tự nhiên cái hai đứa hết tình cảm nhau luôn. Mà bạn đó giờ quen bạn trai rồi. Trời đất ơi. Trời trời, gu hai cô này lạ nha. Trời sao thỏng dữ trời. Mối tình đầu tiên xé nháp, bỏ. Tiếp. Mối tình thứ hai thì cũng quen gần 1 tháng cũng chia tay. 3 tuần mấy nữa? Hơn rồi. 3 tuần. Vì lý sao do? Thế? Cũng nhiều chuyện nhỏ nhỏ. Nhưng mà đại khái là hôm đó bạn nó hẹn đi xem phim. Xong bạn nó bệnh không đi được. Bạn nó nói là hôm sau anh sẽ bù cho em. Hôm sau bạn nó nhắn tin anh đi với chị khác rồi, không có nói gì tới em hết. Cái mối tình đầu là em biết rồi, lỗi là lỗi đó là lỗi tạo hóa rồi. Lỗi tạo hóa là nam tính. Nhưng mà cái cuộc tình thứ hai á, tại sao nó lại như vậy? Em nghĩ một phần là do em nữa. Em bị động trong mối quan hệ á. Em không có thổ lộ ra nhiều, nên là chắc có thể vậy nó dễ xích mích này kia. Không, nhiều khi thấy em rụt rè quá, đúng không? Bình thường nó vậy á. Bình thường nó vậy. Thân là nó khác lắm. Khác là khác sao? Điên hơn. Điên hơn đúng không? Dạ. Anh hy vọng ngày hôm nay em đến đây em sẽ điên hết cỡ nha. Rồi, mẫu người lý tưởng của em như thế nào? Cao hơn em cái đầu tầm 1m7. Em 1m67. 1m67, bên đây 1m mấy? Dạ, 1m75. 1m75, đó, một anh 1m67 mà em 1m75. Cao lắm á. Rồi gì nữa? Rồi gì nữa nè? Đặc biệt là mũi cao. Trời, mũi cao. Trời ơi. Mũi dọc vừa, khá cao. Cao vút luôn.
Rồi quay trở lại với chàng vận động viên của tôi nha. Mẫu người lý tưởng của em là như thế nào? Dạ, mẫu người lý tưởng của em thì nữ thì dưới 1m65, đừng có chảnh quá là được. Ngỏ lời nói chuyện á, bạn nó quay đi chỗ khác á, không nói chuyện với mình. Thì mình không thích như vậy. Có nghĩa là mình tới phải có đậu đèn xanh đèn đỏ, cũng phải có nhá đèn cho mình biết đường mình đi hay mình đứng hay mình chạy phải không? Dạ. Chứ còn im là không được phải không? Ít ra phải trả lời một câu rồi đi. À dạ. Rồi hiểu. Hy vọng hôm nay sẽ có được cái người mà nó phù hợp với em ha. Dạ. À, thế còn em thì mỗi người mình lý tưởng là dạ, người như thế nào? Cao khoảng từ 1m5 tới khoảng 1m6, cân đối một chút, rồi nói chung là biết đối nội đối ngoại. Thế hôm nay chúng ta đã nghe sơ bộ hết 4 nhân vật ở trên đây ha, về mọi cái điểm của bạn ấy rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đến phần thăm hỏi ý kiến của người thân. Rồi bây giờ tôi ưu tiên cho chàng trai ngồi một mình trước. Em xin chào mọi người, em tên là Tài, em là đồng nghiệp trong công ty chung với anh Đạt. À, anh Đạt là một người rất là vui tính. À vậy hả? Rất là thích pha trò. Rồi. Rất là biết quan tâm, rất là chi tiết trong công việc luôn. Nhưng mà cái việc tán gái thì hơi dở xíu nha. À vậy á hả? Tốt rồi. Lắm mà không chưa ai hốt hết trơn á. Tốt chưa ai hốt. Hôm nay em thấy là hai cô gái của chương trình như thế nào? À, về bạn Uyên thì hôm nay bạn đi bằng mặt đồ rất là đẹp. Bạn là một người thích một kiểu công chúa mơ mộng. Còn bạn Trân là có thể lên đây là bạn chưa có nhiều ý để bạn nói, nhưng mà em thấy bạn là nếu bạn là MC mà bạn ra ngoài chắc bạn vui tính lắm. Thì là hai bạn đó thì chỉ chọn một thôi, thì em chọn bạn nào? Em nghĩ là bạn Trân sẽ hợp hơn. Cảm ơn em nha. Hy vọng là ý kiến đó sẽ hỗ trợ cho Đạt để lựa chọn cho chính xác nha. Rồi quay tới ba bạn trẻ bên đây. À dạ em xin chào ạ. Em tên là Lan ạ. Em là bạn đồng nghiệp của bạn Trân ạ. Thì theo nãy giờ em ngồi thì em cảm thấy là bạn Đạt sẽ phù hợp với bạn Trân. Lên đây bạn Trân không có được bung xả hết mình, cho nên mọi người không có thấy được cái độ điên của bạn. Cho nên sao kỳ vậy, tại sao lên đây không bung xả vậy Trân? Thì trong một cái buổi training, người ta thường người ta sẽ bắt nhạc lên cho mình để thư giãn đúng không? Thì bạn Trân sẽ là đứng ra bạn nhảy cho mọi người xem luôn, bạn nhảy trực vậy đó chị. Cho ta thư giãn đúng không? Dạ. À. Ê bây giờ mình bắt nhảy gì luôn được không Tường? Giờ nhảy bên đây thấy sao? Giờ ta đang còn trong vòng bí mật mà chỗ nào nhảy? Lát nữa đi ha, Tường ha. Rồi. Trời ơi, để dành. Rồi bây giờ qua hai bạn bên đây. Dạ em chào chị Cát Tường và anh Hứa Minh Đạt và hai anh bên đây ạ. À. Em tên là Huy, em là bạn của chị Bù ạ. À. Anh ghế màu xanh thì có nhiều cái điểm mà chị Bù tìm ạ. À. Như là biết nấu ăn nè, sinh năm 91 nè, cao nè. Rồi cảm ơn các bạn nha. Hay quá. Rồi bây giờ muốn nhảy nhót cái gì, bây giờ mình phải mở cửa để cho người ta nhảy liền nè. Khoan chị. Hả? Anh ghế màu xanh ngồi đúng cái logo hồi nãy đi. Đúng để tôi mở ra. Cái logo trong tấm hình đó. À, ngồi hình của anh Tám á, anh Thọn á. Rồi tôi mở ra. Thôi coi đúng không? Vô thế ngồi đàng hoàng. Để tôi mở ra cho vô thế đàng hoàng. Đó. Cười tươi nha, cười tươi nha, cười tươi. Y hệt cái tem vậy luôn. 1, 2, 3. Mở cửa trái tim. Wow. Ôi. Tôi thấy đúng chưa? Đúng luôn không chưa? Được không? Rồi cảm xúc của em như thế nào em gái? Làm tràn tiếng Thái coi liếu lưỡi không? Đúng luôn không chưa? Em mắc cười. Sao mắc cười? Người ta đẹp trai vậy mà anh Thỏ này không đúng hả? Rồi đúng logo luôn, muốn gì nữa? Sao? Em chưa kịp xem luôn á. Sao vậy? Chưa kịp xem, làm lại. Làm nữa hả? Ờ một cái gì đó mình. Chết em. Hiểu làm à. Sao thấy ổn chưa? Thôi thấy em thấy sai rồi chị. Rồi đẹp cảm xúc của em như thế nào? Người ở ngoài thật nhìn ngon hơn hay là trong hình nhìn hay hơn? Nhìn hình dưới này đẹp hơn. Em nhìn hình nào nữa? Ở dưới sàn á, cái mặt ảnh từ trên mà phản chiếu xuống dưới sàn á. Trời cái ánh nhìn của em. Dưới sàn là nhìn cái kiến đó là đẹp. Đúng rồi, anh nhìn tí đó đẹp. Vậy là em nói chuyện nhãn là em à, anh khỏe không? Em là em đứng nhìn cái kiến gì không á hả? Chà cô này cô cũng lững lững chắc thằng may lắm nè. Ổn cho em, ổn không? Rồi dạ. Em nhận xét như thế nào khi cánh cửa trái tim này mở ra có cảm xúc gì? Em thấy bên nhà gái mình rất dễ thương chứ. Dễ thương ha. Dạ dạ. Có sự xao xuyến rung động gì chưa? Dạ nó sắp rồi chị. Em nó... thấy có vẻ cũng dạy gái ha. Nó nghĩ ai kêu gì làm thấy ha. Phải không? Muốn vợ lắm rồi. Muốn vợ lắm rồi. Dạ. Bình tĩnh từ từ. Rồi bây giờ còn hai em à, cảm xúc của em là như thế nào? Dạ. Đã khi mà mở cửa trái tim ra nhìn thấy hai cô gái bên kia. Dạ cảm xúc thấy hai bạn bên này dễ thương. Ok chị. Ok. Dạ. Xao xuyến lòng không? Có cái gì đó xao xuyến lòng chứ? Dạ hồi hộp. À, Trân thì sao? Dạ em thấy đúng gu em chị. Đúng gu em chị. Ai đúng gu em? Ai đúng gu em? Ý là bạn ghế đỏ. À bạn ghế đỏ đúng gu em. Oh. Rồi bây giờ mình vô cái vụ nhảy hồi nãy nè. Đúng rồi. Bung xóa. Đúng gu em là mình phải biểu diễn liền. Lên em. Vậy bung xóa liền em. Hả?
Mọi người nhảy chung với em luôn hả? Ở đâu anh ra anh nhảy chung, em chỉ anh nhảy luôn cũng được. Music, music. Cái đường nhảy như thế nào? Music lên em ơi. Ồ, ồ. Thiệt luôn á. Thiệt luôn á. Anh kỳ quá, bắt nhảy hoài à. Anh kỳ quá, bắt nhảy hoài à. Ok. Đã nói không nhảy mà. Không có nhảy nè. Không có nhảy hả? Thôi được rồi, bung quá. À, ủa, nãy là em nhảy á hả? Nãy lên là nhảy á hả? Rất là duyên dáng, chị đứng gần quá đó. Em tưởng nó chạy chị, em đi chợ chứ. Mà ra điệu đang, em không biết nhảy mà. Là bác đừng có để nhạc nữa. Mà cứ mở nhạc hoài vậy, em không nhảy tới đâu mà cứ nhảy mặt rất tỉnh nha chị. Trời ơi, quá à. Duyên dáng chết rồi trời. Sao Cương cảm giác với cái màn nhảy hồi nãy như thế nào? Em thấy anh Hứa Minh Đạt nhảy dễ thương hơn. Thấy không? Bậy nha, bậy lắm nha. Bạn Trân đã nhảy rồi thì em hát nè. Hát nè, 2, 3, vô chứ. Rắc mi khâm tọp mưa sân chờ thơ. Lâu chờ mày rắc thơ đã dàng ngày. Giác mộp chi huyết lê chị chạy. Hay biển tài thơ thao nán. Rắc mi khâm tọp mưa rau chờ căn. Sáng khoảm phủ phán căn đuôi hua chạy. Sân chờ đu lê lê mộp hua chạy. Hay thơ khôn điêu. Đây là phim gì, phim gì? Em thấy việc sắp cái khúc đó là nói về cái gì? Em giải thích câu quan trọng thôi nha. À. Là tình yêu sẽ có câu trả lời khi em gặp được anh. Wow. Nhưng mà bài hát này là trong phim gì? Dạ, gì quên rồi. Hình như là tình yêu duy nhất. Dạ, em thì em thấy em cũng có tài năng gì thôi, để em hát một đoạn nha. Rồi. Câu nãy chị thấy em ngồi ra cái tướng em là có tài năng rồi đó. Có lắm. Có tài năng rồi, hát đi. Dạ. Cưng. Nắm tay anh thật chặt, giữ tay anh thật lâu. Hứa với anh một câu sẽ đi tròn đến cuối con đường. Đến khi tim ngừng đập và đôi chân ngừng đi, thì em yêu ơi xin em hãy cứ tin. Nắm tay anh thật chặt, giữ tay anh thật lâu. Hứa với anh một câu sẽ đi tròn đến cuối con đường. Đến khi tim ngừng đập và đôi chân ngừng đi, thì em yêu ơi. Em quên rồi chị. Thì em hứa ơi là để ba chấm là để nói với em yêu đúng không? Dễ thương. Sao nghe giọng hát ảnh sao cưng? Dạ hay nhưng không bằng idol em. Trời ơi, hay không bằng idol em? Thôi thì em nói vậy thôi chứ hay. Rồi nói giờ tới là... Đạt. Dạ chắc em thể hiện vài động tác về. Ờ. Đó, vài động tác thể thao. Wow. Wow. Đón xem chương trình Ghép Đôi Thần Tốc được phát sóng vào 22:30 chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7, 22:45 chủ nhật hàng tuần trên kênh YouTube MCV Media. Còn nguyên chưa có. Đây nè, tới em. Nãy Đạt kêu biểu diễn tới Đạt này thôi chứ gì. Một cái một là rớt luôn chứ không thể nào mà dích lên mà đập tay chỗ này nữa. Hay ha. Ôi vậy nhảy bung cao quá ha. Người ta mạnh đó. Những chàng trai của chúng ta rất là tuyệt vời. Tại hôm nay em cũng mang có một bó nên là em dành cho những người nào em thích chương ngày hôm nay thì em tặng. À, một tín hiệu gì đó. Có nói gì không? Em có nói gì không? Hay sợ gì thôi? Không biết nói gì hơn ạ. Dạ, con là con gì vậy? Dạ con bạch tuộc có hai sắc thái chị. À, bạch tuộc hai sắc thái. Rồi. Dạ. Vậy em có nhắn nhủ gì không? Dạ thì em muốn nhắn với hai bạn là khi nào hai bạn buồn hay là gì đó thì mình lật cái sắc thái vui vẻ lên, mình nhìn mình lạc quan mình đi à. Em có món quà tặng. Dạ. Em tặng cho anh cái móc chìa khóa. Em tuy là nó nhỏ nhưng em mong là nó sẽ đi khắp với anh mọi nơi. Với lại khi mà anh nhìn thấy nó sẽ nhớ tay em. Wow. Em móc chìa khóa có hình ai vậy? Dạ hình của bạn. Mắt tôi tin lắm. À móc khóa mà có hình của Trân đàng hoàng. Mà hình con gấu luôn nha. Con gấu có gấu luôn. Dạ con gấu luôn rồi. Ý nghĩa à. Dạ em tặng xương rồng cho hai anh ạ. Dạ tặng bạn. Cảm ơn. Dạ em tặng anh ạ. Em tặng hai anh xương rồng như là một cái lời em muốn kết bạn với hai anh. Không biết em ghế đỏ có
thích đi đây đó? Em thích đi phượt. Đi phượt à, anh cũng thích đi phượt. Nếu mà được á thì mình cứ cho nhau cơ hội để tìm hiểu. Đó, nghĩ vậy. Rồi bây giờ hỏi cô gái mơ mộng nè. Bây giờ em là năm nay là nãy nói là bao nhiêu tuổi? Dạ 23. Mới 23. Thì theo em nghĩ kế hoạch kết hôn của em là khi nào? Dạ 2 tuổi em á. Trời ơi thầy bỏi. Thì là năm nay là em 23 tuổi thì thầy bảo là năm 24 tuổi là em có thể lấy chồng. Nhưng mà cái việc mà em lấy chồng năm 24 tuổi á, thì cái việc đó em có thể lấy hai đời chồng, chứ em không muốn. Thì thành ra là có thể là 28 sẽ là cái tuổi tiếp theo mà em lấy chồng. À, một là 24, hai là 28. Hồi nhỏ hồi đó thầy bói cũng nói chị y chang vậy luôn đó. Nếu mà lấy chồng trước 25 tuổi là hai đời chồng. Cái chị cuối cùng chị cũng 24 tuổi lấy chồng, chị hai đời chồng cho thấy sướng chết luôn. Thấy trời, phải chị thầy bói biết nói sớm. Ông nó lấy trước 19, tôi lấy được từ hồi 19 giờ rồi. Trời ơi, phải giờ đó thầy bói tháng tôi ba đời chồng đỡ biết chị được hai chồng ai. Mừng dễ sợ luôn. Cảm ơn thầy bói. Lấy đi cưng. Ông đã nói vậy mình lấy 24 đi để mình có hai đời chồng cho vui. Được không? Để suy nghĩ chị ơi. Để suy nghĩ. Rồi, thế còn Trân thì sao? Em thấy thích hợp là kết hôn cũng được. Thích hợp là có nghĩa là bây giờ nếu mà phù hợp là yêu được là kết hôn được luôn. Wow. Tại em thích con nít. À, wow. Hay quá. Trời ơi. Ví dụ là hai người đang yêu nhau rồi đó, hiểu nhau rồi đó, bây giờ nhà bạn gái muốn cưới sớm cho người ta yên tâm chứ thôi ta sợ giống như bom nổ chậm trong nhà vậy đó. Rồi em hai đứa xử lý đi, bàn sao. Nếu mà anh thấy nếu mà nhà em mà bắt em cưới sớm á, thì nếu mà mình đã đủ tình cảm với nhau rồi á, thì mình vẫn cưới là bình thường. Và nếu mà mình không có sự tin tưởng với không đủ tình cảm thì có đến sớm thì nó cũng sẽ đi sớm. Em cũng thống nhất vậy. Trời ơi, em cũng thống nhất vậy. Mà chị đẹp em cũng thống nhất vậy. Thì cái chán dễ sợ luôn vậy đó. Rồi thôi bây giờ thì chúng ta đã trò chuyện với nhau như vậy là cũng đủ hiểu nhau rồi. Có hai cơ hội để chọn lựa. Chương trình ghép ghế đỏ hay ghế xanh chẳng qua là ghép để nhớ, để kêu tên, để nói cho nó dễ thôi. Các bạn có quyền bấm nút chọn bất kỳ ai mà các bạn thích. Đương nhiên là phải trùng khớp với nhau thì mới trở thành một cặp đôi. Và bây giờ các bạn thân mến ơi, chúng ta hãy nhắm mắt lại. Nhắm mắt lại và lắng nghe tiếng nói của con tim. Chương trình ghép qua thần tốc là nơi thể hiện cảm xúc chân thật nhất. Các bạn sẽ phải ra quyết định của mình sau 5 tiếng đếm của đàn. 5 4 3 2 1. Dạ, mẫu người lý tưởng của em thì nữ thì dưới 1m65. Đừng có chảnh quá được. Dạ, em thấy đúng gu em chị. Đúng gu em chị. Cao khoảng từ 1m5 tới khoảng 1m6. Cân đối một chút, rồi nói chung là biết đối nội, đối ngoại. Cái việc mà em lấy chồng năm 24 tuổi thì cái việc đó em có thể lấy hai đời chồng, chứ em không muốn. Thì thành ra là có thể là 28 sẽ là cái tuổi tiếp theo mà em lấy chồng. Một bấm. Hết thời gian. À, hai chàng trai của chúng tôi không có bấm nút. Chị hỏi em trước, tại sao em lại chưa chọn ai cả? Dạ, tại vì em chưa cảm thấy em bên trong em chưa có điện. Chưa có điện? Dạ. Tại chị bắt em ngồi xổm nhiều quá phải không? Hay sao? Quan điểm hôn nhân của em với bạn nó không có đồng điểm với nhau. Tại em muốn lấy vợ sớm phải không? Dạ. Rồi, thế còn Đạt? Dạ, em cảm thấy là em với bạn, em với em bên cạnh đó, nên làm bạn. Tại vì yêu thì nó đặt nặng vấn đề quá, nên là em chưa cảm thấy mình rung động với bạn đó. Nên là em, nhưng mà em vẫn muốn là kết bạn với bạn. Dạ. Em có suy nghĩ gì? Hơi buồn xíu thôi chứ không sao chị. Hơi buồn xíu thôi đúng không? Nhưng mà mình đã làm đúng với những cái gì mà mình suy nghĩ đúng không? Em làm đúng với con tim là được. À ok, chị rất là trân trọng em. À, còn em gái mơ mộng? Dạ, cánh cửa trái tim đóng lại thì cửa chùa mở ra thôi chị. Trời ơi, thật ghê quá à. Không, dạ, phim. Em sẽ trở về với người tình trong mộng của em đúng không? Không, thì nhân đây em cũng muốn nhắn gửi tới các người bạn của em là hôm nay em đã mở lòng hết sức rồi, cho nên là đừng có xem vào chuyện tình cảm của em nữa. Còn hôm nay thì em đã mở lòng cho em một cơ hội, em mở lòng rồi và không thành công thì thôi. Có một số người không có thích hợp với chuyện yêu đương, có thể là em á. Rồi, chị hiểu rồi, chị rất là trân trọng em nha. Rồi, xin mời các bạn đứng lên phía trước.
Kính thưa quý vị khán giả, ngày hôm nay thì quý vị cũng đã thấy rồi, ngay tại sân khấu của Ghép Đôi Thần Tốc thì hai ông Mai Bà Mối cũng đã cố gắng hết sức, nhưng mà các bạn ấy chưa có chạm được vào cái trái tim của nhau, chưa có những cái rung động. Và chúng tôi đều trân trọng cái điều mà các bạn ấy quyết định, bởi vì đó là cái quyền và đó là cái giá trị nhân văn của chương trình, là mỗi người đều có quyền tự do để nắm bắt những cái cơ hội của mình. Thì thôi, thay mặt cho chương trình, chị Tường xin chúc cả bốn bạn ở đây được nhiều sức khỏe, thành công trong công việc của mình và sẽ sớm tìm được một người đồng hành với mình, đi với mình một đoạn đường thật dài trên con đường tình yêu đầy hoa hồng. Cảm ơn các bạn đã đến với chương trình nha.